Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Trong kính quý cha, thầy cùng toàn thể quý cô, quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng đến với Chúa để bắt đầu một tâm tình thờ lạy yêu mến Ngài. Chúng ta bước vào mùa chay thánh, mùa mà kêu mời mỗi người chúng ta hãy trở về với tâm tình chay tịnh, tâm tình cầu nguyện và làm việc bác ái. Với tất cả tâm tình đấy, chúng ta để có thể làm được trọn vẹn những gì mà Chúa đang mong đợi chúng ta, chúng ta hãy thành tâm trở về với Chúa thực sự để xưng thú những lầm lỗi thiếu sót của mình và nguyện xin Chúa thứ tha để giúp cho chúng ta ngày một cảm được tình thương của Chúa trong cuộc đời và dấn thân theo Chúa một cách trọn vẹn hơn. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thông hối những lầm lỗi thiếu sót mà chúng ta đã phạm mất lòng Chúa, phạm mất lòng anh chị em của mình. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin cho chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách sáng thế. Hiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, hội sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Hiên Chúa lập một vườn tại Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Hiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: có phải Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn? Người nữ nói với con rắn: chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết. Rắn bảo người nữ: không, các ngươi không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh.
Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn rồi lại cho chồng. Người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người. Vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người, tưa tới án phạt như thế nào,
thì đức công chính của một người truyền sang mọi người, đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa. Người ta sống không nguyên bởi văn, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhìn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bây giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng: nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay để ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp: cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Quỷ lại đưa người lên núi rất cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sắp mình xuống thờ lạy tôi. Bây giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: hãy lui đi, hỡi Satan, vì có lời chép: ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài. Bây giờ ma quỷ bỏ người và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Trong kính quý cha, thầy cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào mùa chay thánh, mùa mà Chúa mời gọi chúng ta trở về với Chúa. Bắt đầu tuần đầu tiên của mùa chay thánh, Chúa Giêsu bước vào trong hang địa 40 ngày để sống đời chay tịnh, cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Tại sao trong những lúc Chúa Giêsu làm những việc tốt lành, thánh thiện như thế này trong đời sống kết hiệp với Thiên Chúa, lại có thể ma quỷ có thể đến cám dỗ được Ngài được? Cho nên nói đến cám dỗ, ma quỷ luôn lừa những lúc mà con người ta sống cuộc đời sống thánh thiện, sống cuộc đời sống mật thiết với Thiên Chúa và làm những chuyện đạo đức. Cho nên đó là những lý do tại sao mà quý cụ, quý ông bà và anh chị em cũng thường hay nói: tại sao cuộc đời của con cũng cầu nguyện đi lễ hàng ngày, cuộc đời con làm những chuyện đạo đức tốt lành thánh thiện mà con chuyên gặp những cái chuyện cám dỗ này cám dỗ kia, chuyện đau đớn này đau đớn kia. Đó, chúng ta phải nhìn nhận một điều, đối với Chúa, Chúa cũng bị những cái can cám dỗ giữa những khi đạo đức, giữa những khi mà chúng ta nghĩ rằng không thể nào ma quỷ có thể đến với cuộc đời của chúng ta được. Cái điều thứ hai mà chúng ta thấy được nơi Chúa Giêsu trong cuộc đời của Ngài, bước vào mùa chay thánh, Ngài cũng đối diện với những cơn cám dỗ, những thử thách. Ma quỷ luôn hằng bao bọc lấy Ngài để muốn lôi kéo Ngài thuộc về chúng. Chúng ta vẫn nhìn nhận một điều, ma quỷ luôn hiện diện thật sự trong thế giới của con người, mà nó cám dỗ không ngoại trừ bất cứ ai, ngay cả đối với Thiên Chúa.
Nhiều khi quý bác và quý anh chị hay nói cuộc đời con ở ngoài có nhiều cám dỗ lắm cha. Nhưng chắc cha trong nhà dòng chắc không có bị cám dỗ bao giờ cả. Vậy trong bốn bức tường tu hành thì làm gì mà có thể cám dỗ? Ấy thế thực sự không bị cám dỗ quý của quý ông bà và anh chị em luôn. Lúc nào cũng bảo vệ các cha rất là chặt chẽ. Tôi nhớ có một lần mới thụ phong linh mục ra, thấy mấy cụ thấy cha còn trẻ quá, chắc cha cũng chịu nhiều cám dỗ lắm, cho nên các cụ đứng, cái lúc nào cũng đứng bên cha. Thấy cha ban pháp lành, cha gặp gỡ người này người kia cũng thấy đứng bên cạnh. Có lần tôi nhìn qua mình thấy các cụ đứng, hai cụ đứng bên cạnh đây, đang lúc đó đang vừa ra làm lễ dân xong, đang ban pháp lành, cũng có một số các cô ở trong ca đoàn tới cũng nói chuyện, nói chuyện này đến chị kia chúc mừng cha. Các cụ đứng đó, tôi mới quay sang hỏi chứ, thưa các cụ cần gặp con hả? Các cụ nói không, con đứng đợi để con chửi mấy cái con quỷ này, nó chuyên môn nó tới để nó cám dỗ các cha thôi. Wow, người ta đẹp đẽ như vậy mà các cụ nói là người ta là con quỷ. Ý thế mà cụ còn tiếp tục cụ bảo vệ nữa. Có một chị tới nói cho con cầu nguyện cho cha, để cho cha đi ra ngoài cha gặp cô nào cha cũng thấy cô xấu hết, từ đẹp biến thành xấu, để làm sao để cho cha khỏi bị cám dỗ, lòng cha không có bị động lòng với những các cái bông hồng đẹp mà cha thấy trong cuộc sống. Nhưng mà thực sự khổ nỗi là sống trong bốn bức tường tu hành thì đi ra ngoài thì thấy cô nào cũng thấy đẹp hết, nó lại cám dỗ như vậy cơ. Đó, thế cho nên là cuộc đời con người cám dỗ không phải là nó thuộc cái gì bề ngoài. Ma quỷ nó khôn lắm, nó không bao giờ nó hiện ra với hình bóng là con quỷ thật sự để nó cám dỗ. Thì lúc đó là nó biết là người con cái của Chúa đã ý thức được sự hiện diện của nó trong cuộc đời và họ nên tránh. Nhưng ma quỷ thời nay rất là khôn ngoan, nó đi vào trong cái tiềm thức, vào trong cái con người nội tâm của chúng ta để nó khơi dậy lên chúng ta một cái nỗi khao khát nào đó, một cái lòng ước muốn nào đó, một cái lòng tham lam nào đó, để nó khiến con người mình, nó điều khiển con người mình theo cái cách thức mà nó muốn. Cho nên chúng ta thấy một điều, ma quỷ không chừa bất cứ ai. Ngày hôm nay nó đến cám dỗ Chúa Giêsu, mà nó cám dỗ Chúa Giêsu nó cũng đưa ra những cái điều gì rất là thực tế trong cuộc sống của con người. Nó biết là Chúa Giêsu trong những ngày này 40 ngày chay tịnh mà, cho nên cuộc đời của Ngài lúc đó Ngài cảm thấy đói nè, Ngài cảm thấy mệt nè, Ngài cảm thấy tâm hồn của Ngài nó có thể là một cái tâm hồn lúc đó, tuy nhiên là tâm hồn kết thiện mật thiết với Chúa, nhưng mà lúc đó mệt mỏi rồi, cho nên mình không còn là ý thức điều khiển đấy chính cái con người của mình một cách trọn vẹn nữa. Cho nên nó lựa những cái lúc đó mà nó cám dỗ Chúa Giêsu. Nó biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa chứ, nó biết Chúa Giêsu có tuyền quan quyền năng chứ, nhưng mà nó vẫn đến với Ngài, nó vẫn cầu mong nó có thể nó làm được cái điều gì đó cho Ngài. Huống hồ là mỗi người chúng ta là những người yếu kém đủ mọi mặt về thể xác lẫn tâm hồn, thì chắc chắn là ma quỷ nó lợi dụng những cái cơ hội này để nó kéo chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, nó làm cho cuộc đời của chúng ta bị bấn loạn, để cho chúng ta mất hạnh phúc. Nó làm cuộc đời của chúng ta không còn thuộc về Thiên Chúa nữa, không còn thuộc về giáo hội nữa, không còn thuộc về gia đình của mình nữa, để nó kéo chúng ta thuộc về phe nhóm của chúng, để làm cho cái thế giới của chúng có thể tồn tại trong thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại ba cái cơn cám dỗ của Chúa Giêsu Kitô để chúng ta liên hệ đến cuộc sống của chúng ta, coi thử là ma quỷ có thực sự hiện diện trong cuộc đời của chúng ta hay chưa, nó đã lôi kéo được chúng ta phần nào trong cuộc sống hay chưa. Cơn cám dỗ thứ nhất đó là ngươi hãy biến đá này thành bánh, biến đá mà lại thành bánh. Xưa nay Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, chứ đâu bao giờ Ngài làm phép lạ mà hóa từ cái tận bánh, cái đá nó cứng cỏi như vậy mà trở nên một cái thức ăn thức uống. Nhưng mà nó vẫn cám dỗ cái Chúa, để nó khơi dậy nơi Chúa một cái lòng khao khát, một cái lòng biết là mình đang đói, cho nên của cải vật chất đó là mình vẫn cần ước muốn, vẫn cần ham thích. Và nó làm cho Chúa Giêsu phải hướng chiều, hướng lòng về những cái sự cám dỗ đấy.
nói đá thì biến thành bánh. Chúng ta nghĩ ra rất là khó, vô lý, nhưng mà cuộc đời của chúng ta có nhiều khi cũng từ đá mà biến thành bánh đấy. Từ cái chất keo mà chúng ta có thể làm giò để ăn được cơ mà. Cho nên vì ham hố những cái đồng bạc, đồng tiền mà chúng ta có thể sẵn sàng làm những chuyện bất chính để chúng ta có thể biến nó tới một cái lợi ích nào cho cuộc sống của mình. Có một người bạn kể cho tôi, ngày xưa anh ta ở bên Việt Nam, anh ta nói chứ mỗi lần cái buổi sáng sớm là con bắt đầu con đi lấy keo về. Lấy keo lắm, nhiều ký lắm. Hỏi là lấy keo về làm gì? Để bỏ cho các tiệm giò. Hỏi là keo sao làm giò? Là người ta dùng cái đó, người ta làm giò y chang như là món ăn thật vậy. Ăn vô không khác gì miếng giò thật. Rồi ngày nay người ta cũng vậy, từ miếng nhựa mà có thể làm gạo được cơ mà. Cho nên nó biến từ những cái chất mà, hay là giấy có thể làm nhân, làm nhân bánh được. Như là bên Trung Quốc có thể là dùng những cái giấy khắc tông để có thể cuốn lên làm bánh, bánh làm nhân ở trong đó để cho chúng ta có thể ăn. Mà mọi người ăn không thấy, không hề ấn, không biết một cái điều gì cả. Đó là những điều giả tạo. Cho nên ngày hôm nay người ta có thể biến hóa tất cả những cái vật mà nó có hại cho con người để trở nên thức ăn, thức uống cho con người. Để cốt yếu là mình thấy rằng cái nhu cầu vật chất luôn lúc nào là những điều mà mình khao khát, mình tìm kiếm, mà mình sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện để có thể mưu cầu lợi ích cho tất cả cuộc sống của mình. Và mình không có kể gì hại đến tất cả mọi người khác. Và chúng ta thấy nhan nhản những sự giả dối ở nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta. Một câu chuyện mà tôi mới chứng kiến cái đây cũng vài tháng, một chị tới nói: thưa cha, cuộc sống của con làm việc ở nơi thế gian này, chắc Chúa cũng thông cảm cho con, chứ nếu không thì con làm ăn nó sẽ thua lỗ, nó sẽ không có lợi. Hỏi làm sao chị, làm gì? Ở nhà con làm cái tiệm bánh, gọi là bánh sinh nhật á, thì chứ mỗi lần vô mua thì ai cũng chứ muốn mua là làm cho tôi cái bánh ngay đi, tôi muốn cái bánh nó phải tươi cơ, cái bánh là ngày hôm nay cơ, chứ đừng có đưa cái bánh cũ, ai cũng muốn như vậy. Thì chị nói: thưa cha, nhiều khi cái tiệm đắt hàng quá, đâu có bao giờ kịp là làm cái lấy ngay đâu. Con làm nhiều khi đến một tuần, trước một tuần, con để đó, con để trong tủ lạnh, nó ai tới. Nhưng mà khi mà tới đó người ta nói làm bánh cho tôi cái bánh tươi, thì con cũng nói không, bánh mới làm đó, bánh ngon lắm, bánh mới làm tức thì, xong mới nướng lên cầu nóng hổi đó. Thì con cho nên là cứ lấy đi. Chị nói nè, thực sự mà con không làm như vậy thì làm sao mà tiệm con có thể tồn tại, con có thể bán được. Chúa cũng thông cảm cho con. Chúa nào mà thông cảm cho khi chúng ta sống thực sự mình muốn lợi ích, tìm những của cải vật chất mà mình quên đi cái tinh thần của Chúa. Đó là đời sống chân thật dành cho tất cả mọi người. Đó là tinh thần của Chúa. Đó là tinh thần mình lúc nào cũng vậy. Có người ta không phải là chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng mà còn nhờ lời của Chúa, nhờ tinh thần của Ngài nữa. Có người ta không phải sống chỉ nhờ những cái của cải vật chất ở đời này, nhưng chúng ta còn nhờ vào lời của Chúa nữa. Cho nên điều mà Chúa muốn cho chúng ta trong cái cơn cám dỗ đầu tiên của Ngài, đó là trên tất cả mọi sự hãy tìm kiếm Chúa trên hết tất cả mọi sự. Còn tất cả những của cải vật chất này, nó không phải là điều để giúp cho chúng ta có cuộc sống mãi mãi đời đời được, mà chỉ có nơi Chúa, nơi lời hằng sống của Ngài. Người ta sống không phải là bởi cơm bánh, nhưng mà bởi lời hằng sống của Ngài, nơi ấy mới giúp cho chúng ta sống thực sự. Cái cơn cám dỗ thứ hai mà ma quỷ tới cám dỗ là: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông và chư vị đó sẽ nâng đỡ trên tay ông. Tại sao Chúa Giêsu không làm một cái chuyện vĩ đại như vậy? Nếu mà Ngài biết rằng các thiên thần thể nào cũng đến với Ngài thì Ngài lao mình xuống dưới đó đi, thì tất cả mọi các môn đệ khác nhìn vào, tất cả mọi người khác thể tôn vinh Ngài, sẽ ca tụng Ngài, và lúc đó người ta tới với Ngài rất là đông lắm. Người ta theo Ngài mờ mờ. Ở lúc đó tha hồ, lúc bây giờ là bắt đầu giai đoạn Chúa Giêsu thành lập giáo hội, người ta tuôn đến với Ngài thật là đông, thần tượng Ngài vì Ngài làm những chuyện cá thể như vậy, gieo mình từ trên xuống mà không chết, thì chắc chắn người ta sẽ đóng góp cho các Ngài tiền bạc dư cải, dư giả vật chất, và theo Ngài đông thì không cần gì mà Ngài phải tốn công tốn sức
phải đi rao giảng, phải bị chống đối đủ mọi điều. Chúa Giêsu không làm những điều đó. Chúa Giêsu vẫn biết rằng cuộc đời của mình theo Chúa không phải là mình chỉ làm cho người ta hấp dẫn theo mình, không phải là làm chỉ cho người ta chỉ theo mình với tính cách cái vẻ bề ngoài, mà Ngài muốn có người đi theo Ngài với cái cốt lõi của cái bề trong, đó là tinh thần theo Chúa, thật sự là yêu mến Ngài thật sự. Nhưng cuộc đời của con người của chúng ta ngày nay nó rất là khác xa. Nhiều khi mình muốn cám, mình muốn con người mình cũng bị những cái cám dỗ, muốn được cái hấp dẫn về chính mình. Mình muốn là mình phải được người khác phải trọng vọng mình, phải tôn vinh mình, phải muốn là người ta thần tượng mình. Cho nên mình sẵn sàng tỏ ra là mình phải biết cái này, làm được điều này, làm được điều kia. Cái cơn cám dỗ nó cũng có thể xảy đến. Hoặc là chúng ta muốn hấp dẫn cho cái sứ đạo của mình hay cái nơi tổ chức của mình có những cái cuộc nào đông đúc thực tới, thật là đông, để chúng ta có thể một cái lợi lộc nào đó không biết. Nhưng mà tới đông thì chúng ta phải bày ra kế này kế kia, nào là phải tổ chức cái buổi ca nhạc cho thật lừng danh, mời ca sĩ thượng thặng tới, để cho cốt yếu là mình làm sao đó để thu hút mọi người tới. Nhưng thực sự cái cốt lõi bên trong, cái đời sống bên trong, cái tinh thần mà mình có thể gieo vào trong lòng của con người đến để thay đổi cuộc sống, để có thể về nhà có thể sống cuộc đời sống tốt hơn, thì đôi khi mình lại không đặt cái giá trị quan trọng, mà mình lại tìm kiếm một cái vẻ bề ngoài nào đó để có thể thu hút tất cả mọi người đến với mình, để làm cho nơi đấy của mình có thể nổi tiếng hơn, có thể ảnh hưởng hơn tất cả những cái điều khác. Cho nên cuộc đời của chúng ta cũng bị nhiều cái cám dỗ đấy. Chúng ta hãy cảnh tỉnh lại xem liệu mình có hay tự hấp dẫn chính mình, hay có thể lôi kéo mọi người đến, hay có thể kiếm mọi người đến theo Chúa bằng cái cách đó hay không. Mình có thể bỏ tiền ra để dụ người ta trở về đạo. Mình có thể bỏ ra những cái điều này điều kia để mình có thể khiến cho người ta phải theo mình hay không. Chúa Giêsu không dụ người ta theo Ngài bằng cái cách đó, không làm người ta hấp dẫn với Ngài bằng cái cách đó, không tự người ta tôi Ngài, thần tượng Ngài bằng cái cách đó. Nhưng Ngài đi theo cái cách của Ngài, đó là ngươi đừng thử thách Thiên Chúa, nhưng ngươi hãy đến với Ngài, hãy nhìn nhận ra Ngài là một con người thật sự, một con người hết lòng yêu mến mọi người và hết lòng sẵn sàng dấn thân chịu chết vì tất cả mọi người. Và cái hấp dẫn của Ngài là cái chỗ đó. Cái cơn cám dỗ thứ ba mà Chúa Giêsu phải đối diện, đó là tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu các ông sắp mình xuống thờ lại tôi. Cho tất cả những cái gì, những cái vinh hoa phú quý mà ma quỷ có thể làm được, để có thể sẵn sàng cho Chúa Giêsu tất cả những cái điều đó nếu nó thực sự thờ lạy. Nếu mà Chúa Giêsu thật sự thờ lạy ma quỷ thì sẵn sàng nó sẽ cho Chúa Giêsu tất cả những cái điều đó. Chúa Giêsu không bao giờ bằng lòng với cái cách thức này. Nhưng con người ngày nay chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận những cái điều này. Đôi khi chúng ta thỏa hiệp với thế gian, đôi khi chúng ta thấy rằng thế gian có thể ban tặng mình điều này điều kia, cho nên mình không dám nói, mình sẵn sàng mình thờ lạy nó. Mình ta mở tiệm cũng vậy, mình chứ nghe rằng mở tiệm ra thì phải đức thần này thần kia về để đó, để mình làm ăn sẽ khấm khá hơn, sẽ mọi người mọi kia sẽ có thể là người ta sẽ được bị thần này bị kia chúc lành cho chúng ta. Cho nên quý bác và quý anh chị thường vô trong các cái tiệm, ngay cả tiệm công giáo cũng thấy ông địa rồi thần tài cũng đầy giấy. Làm sao vậy? Để chúng ta vẫn thờ lạy những cái đó, để cốt yếu rằng chúng ta tìm một cái lợi lộc nào đó, hay là mình cũng thỏa hiệp với những điều gian trái của nơi thế gian. Khi mà người ta đóng góp cho nhà thờ tiền bạc, cho nên người ta sống rồi sai trái, mình không dám nói, tại vì mình sợ mình nói ra thì người ta không đóng góp nữa. Hay ngay cả như người con cái trong gia đình, khi ba bà quý anh chị em có nhiều khi nó cho tiền của chúng ta, cho tiền bố mẹ để giúp người này điều kia, hay là nó lo lắng cho mọi sự trong gia đình. Cho nên khi mà nó sống cuộc đời sống ngang trái, vợ này con kia làm bậy làm bạ, nhiều khi mình không dám nói, mình sợ. Bây giờ mình nói ra thì nó sẽ cúp viện trợ, nó sẽ không đến với mình nữa. Cho nên tiếng nói sự thật, tiếng nói công bình, tiếng nói công lý sẽ không có còn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta nữa. Vì chúng ta sẵn sàng thờ lạy, sẵn sàng mình bái phục
mình có thể là mình chấp nhận những cái lời dụ dỗ của ma quỷ để mình sẵn sàng được những cái lợi lộc nào đó trong cuộc sống của mình. Đời sống tôi cũng dễ dàng bị những cái lợi lộc này cuốn hút, khiến cho nếu mà không cảnh tỉnh thì mình có thể rơi vào những cái tình trạng như thế này. Tôi nhớ có một thời kỳ bên Houston có làm về quản lý, có nhiều chị cũng tới nói chứ, thưa cha này, chứ đến cuối năm dễ lắm, cha muốn có tiền dễ lắm, cha ký làm cho con một cái giấy khai thuế, ví dụ như cha có con giấy khai thuế 20.000 thôi, khi con lấy thuế về thì là bao nhiêu tiền đó con sẽ dâng cúng cho nhà dòng, con sẽ dâng cúng cho nhà dòng hết. Thực sự là cha chỉ có làm vài người thôi, là một số người thôi, là có thể là trong năm cha cũng có được một số tiền. Nghe thấy tiền thì thường thường ai cũng dễ dàng hấp dẫn, nhưng mà nhiều khi mình bái lạy những cái đồng tiền bất chính, cái đồng tiền vô luân, mình sẵn sàng thờ lạy nó, sẵn sàng chấp nhận những cái hành động sai trái đó để tìm lấy những cái lợi lộc cho chính bản thân mình. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, mùa chay là mùa chúng ta thực sự lòng trở về với Chúa, để mình nhìn lại con người của mình, những cái cơn cám dỗ nào nó đang hiện diện thật sự trong cái con người của mình, nó đang hướng dẫn con người của tôi có dám sẵn sàng sống tất cả cuộc đời của mình, dám sống và chết cho Chúa hay không, hay là mình vẫn còn đang lôi kéo mình thuộc về những điều gì ấy, lợi ích ở nơi thế gian này, khiến chúng ta quên một điều, đó là hãy thờ lạy Thiên Chúa là đứng duy nhất trong cuộc sống của mình. Ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi, và đó là điều căn bản trong cuộc sống của mình. Còn những lời mời mọc xảo trá ở nơi ma quỷ, ở nơi thế gian, chỉ giúp cho chúng ta khiến cuộc đời của chúng ta mất bình an và hạnh phúc. Xin Chúa giúp cho chúng con được luôn luôn trở về thật lòng với Chúa, để sống trọn vẹn mùa chay thánh này với tinh thần của Chúa, đó là một tinh thần luôn sẵn sàng, nhiệt tâm, hết lòng, hết sức, sống cuộc đời sống chân thật vì Chúa và vì tất cả anh chị em của chúng con. Tôi tin rằng có một phép
sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa thương yêu thương mọi người chúng ta và sẵn sàng dâng hiến cuộc đời của Ngài cho chúng ta. Thì đây chúng ta xin lên Chúa lời tạ ơn và lời cầu xin. Cùng với toàn thể hội thánh bước vào mùa chay, một mùa phụng vụ rất quý báu và quan trọng, chúng con dâng lên Chúa mỗi gia đình và mỗi người chúng con. Xin Chúa cho việc thực hành những đòi hỏi của mùa chay thánh giúp chúng con cơ hội trở về với Chúa và làm mới lại tình yêu giữa mọi thành phần trong gia đình chúng con. Sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề cùng với Chúa Kitô, anh chị em đã được chôn táng trong phép rửa tội và anh chị em cũng được sống lại với Người. Xin Chúa ban Thánh Thần để Người canh tân đổi mới lòng trí, giúp chúng con sống dồi dào ơn làm con cái Chúa qua bí tích rửa tội. Xin mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng của mình. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúa biết chúng con yếu đuối, chúng con tội lỗi. Nếu không có Chúa, chúng con không làm được bất cứ điều gì. Thì xin Chúa hãy thương giúp cho chúng con, để mỗi ngày chúng con một yêu mến Chúa hơn, gắn bó với Chúa hơn và sống cuộc đời sống tốt đẹp hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng trong nhân. Lạy Chúa, hôm nay là Chủ nhật đầu mùa Chay Thánh. Chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi kinh cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thế là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhìn ăn 40 đêm ngày, người đã nêu gương chay tịnh và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa. Người dạy chúng con thân mọi cơn cam dô, để khi cử hành mọi nhiệm vừa qua với tâm hồn chân thật, chúng con có thể thời dự lễ vừa qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng mà tung ngô rằng. Lạy Chúa, Chúa thân là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thân hoa những cô lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn,
bê ra và cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nô vì các con. Cùng một thế thứ ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng ta lan truyền Chúa chiều trên và tiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến, cho tới khi vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và trên cơ đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thứ nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Giuse, các giám mục phụ tá, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tuổi thơ Chúa là các linh hồn Phêrô, Gioan Bautista, Maria, Anna, Marta, Anton, Lorenzo, Martha, Giuse, Gioan Bautista, cùng tất cả các nạn nhân đã qua đời những trận động đất tại Nhật Bản mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nhờ Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống đường bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu chúng, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh lý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chế muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đã đấng xóa tội trần gian, phước cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy ban bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cay được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đức thần, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bằng an. Misericordia.